Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023-2024. Chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 là một trong những hoạt động sớm và có ý nghĩa góp phần đưa Tết ấm no hơn tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác vừa tham dự chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản với nhân dân bản Nậm Xảo 2, xã Trung Trải, huyện Nậm Nhùn. Tham dự chương trình còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban đảng tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện và các phòng ban huyện Nậm Nhùn, các tổ chức cá nhân đại diện các nhà đồng hành tặng quà, lãnh đạo và nhân dân xã Trung Trải, bản Nậm Xảo 2. Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Trung Trải đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, giữ vững đà tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 56%. Con em trong xã đều được đi học, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Xã đạt 6 trên 19 tiêu chí theo tiêu chí mới trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo theo đúng kế hoạch, chương trình, mục tiêu xã nông thôn mới đề ra. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Giang Báo Mỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, mong muốn bà con nhân dân trong xã Trung Trải, bản Nậm Xảo 2 tiếp tục tin tưởng, đồng thuận, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyệt đối không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Trên địa bàn xã có 5 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mông và Mạng. Bà con cần thực hiện thật tốt việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời tích cực xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Bà con nhân dân cần tích cực cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Nậm Nhùn quan tâm huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng vùng sản xuất, tạo điều kiện để nhân dân phát triển sản xuất, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, tránh để lãng phí nguồn vốn đã được tỉnh phân bổ hàng năm. Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, không để tình trạng tảo hôn cao như hiện nay. Đồng thời đánh giá những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để nhân rộng, gắn với tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp để giúp nhân dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, phấn đấu kéo giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và quà cho nhân dân bản Nậm Xảo 2, xã Trung Trải. Gần 60 hộ nghèo đã được nhận các phần quà ý nghĩa. 10 học sinh trong dự án, cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường được nhận quà. Ngay sau phần lễ, đại biểu và nhân dân đã tham gia vào các hoạt động như gói bánh chưng, gian hàng không đồng, các trò chơi dân gian, chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tay kéo biên phòng. Sáng 22 tháng 1 tại huyện Nậm Nhùn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ 1, triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023-2024. Theo đó, tại học kỳ 1 năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, từng bước giải quyết những khó khăn về đội ngũ. Đến thời điểm hiện tại, toàn ngành có 337 trường, 5.312 lớp với 150.398 học sinh. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được bố trí cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng theo vị trí việc làm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh có 259 trên 329 trường đạt chuẩn xanh sạch đẹp an toàn, đạt 79%. Tính đến tháng 12 năm 2023, tỉnh Lai Châu đủ điều kiện duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Công tác xóa mù chữ được quan tâm, chú trọng, tỷ lệ người biết chữ tăng lên. 100% các cơ sở giáo dục và 8 phòng giáo dục đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung. Học kỳ 2, năm học 2023-2024, toàn ngành sẽ tiếp tục tăng cường vai trò của đội ngũ cốt cán, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo viên, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy,
nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, lớp 9, lớp 12, năm học 2024-2025. Chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức các kỳ thi, chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Triển khai đánh giá chất lượng giáo dục quốc gia và quốc tế theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Công an huyện Tân Uyên, Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức biểu dương tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 124S, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin. Ngày 15 tháng 1, Công an huyện Tân Uyên đã xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 124S do đồng chí Mùa A Sinh, trưởng Công an huyện làm trưởng ban, đồng thời trưng tập 36 cán bộ trinh sát có kinh nghiệm và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Đến khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2024, lực lượng trinh sát phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, di chuyển theo hướng Nậm Sỏ ra thị trấn Tân Uyên. Đến 13 giờ, tại địa phận bản Nà Hoi, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, ban chuyên án đã bố trí lực lượng. Sau đó, đối tượng đi đến chỗ mật phục. Tổ công tác đã ra hiệu, dừng xe, nhưng đối tượng không chấp hành và bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế được đối tượng. Qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe mô tô của đối tượng có một chiếc ba lô màu đen đỏ. Bên trong đựng một bao tải sắc rắn màu cam. Bên trong bao tải chứa 5 cặp bánh heroin với tổng số là 10 bánh heroin, một xe mô tô, 2 điện thoại di động. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Lý A Sở đã khai nhận do thiếu tiền ăn chơi tiêu xài. Do vậy, đối tượng đã đồng ý vận chuyển 10 bánh heroin cho một người đàn ông dân tộc Mông không rõ lai lịch đang sinh sống ở nước Lào, với giá tiền công vận chuyển là 50 triệu đồng. Hiện Công an huyện Tân Uyên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, vật chứng và đối tượng tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu để tiếp tục điều tra làm rõ. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho tập thể Ban chuyên án 124S. Đồng chí Nguyễn Thanh Văn, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án. Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu thực hiện chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2. Chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử là một trong các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức công đoàn với đoàn viên công đoàn, người lao động, đặc biệt là đoàn viên công đoàn người lao động ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Cùng với đó, chương trình cũng góp phần đưa hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, qua đó hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động có cơ hội mua hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, ưu đãi, hiện đại, thuận lợi và nhanh chóng. Năm nay thì Tổng Liên đoàn cũng có một cái chương trình đó là hỗ trợ cho các cái đoàn viên khó khăn, nhưng mà hỗ trợ thông qua cái sàn giao dịch thương mại điện tử. Tức là mỗi một đoàn viên đấy là sẽ được nhận một cái thẻ với có mệnh giá trị giá là 300.000 đồng và tham gia vào cái sàn giao dịch. Thì chương trình này bắt đầu triển khai từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 7 tháng 2. Thì mỗi một đoàn viên như vậy thì sẽ được hỗ trợ, và hiện nay là Ban quan hệ lao động của Tổng Liên đoàn đã hướng dẫn rất là chi tiết cái việc mà tham gia trên cái sàn giao dịch điện tử. Thì có thể nói là công tác chăm lo và chuẩn bị Tết Nguyên đán cho đoàn viên công nhân viên chức của các tổ chức công đoàn, đặc biệt là đối với những cái đoàn viên mà có hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi đang triển khai rất là tích cực với phương châm là mọi đoàn viên công nhân viên chức lao động đều có một cái hưởng một cái Tết Giáp Thìn thật là đầm ấm vui tươi. Số lượng đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu được tham gia vào chương trình là 2.000 người. Mỗi đoàn viên công đoàn nhận một thẻ với số tiền 300.000 đồng, được phát hành mới, cấp miễn phí, dùng để mua sắm hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán tại chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024. Được tổ chức trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Tiki hoặc các sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
cũng rất là tốt. Đối với Liên đoàn Lao động thì cũng công đoàn quan tâm đến cuộc sống của các công đoàn nhân viên, bởi vì là cái phần mềm ứng dụng đấy thì là mình đăng nhập vào rất là dễ, thì vào đấy thì khi vào cái trang web HD Sai Son đấy thì là công ty tài chính đấy thì là mình sẽ ứng dụng mình tạo tài khoản và sau đó là mình vào các trang Shopee hoặc TikTok để là mình mua các cái sản phẩm đấy. Thì mình như mình thì mình vào mình mua các cái hạt với lại là mua một ít dầu ăn với lại mua một ít súp để về phục vụ Tết cho đoàn viên nhà mình. Thế thì rất là cảm ơn công đoàn đã quan tâm tạo điều kiện cho đối với đoàn viên công nhân. Đang còn lúng túng với các bước đăng nhập tham gia vào chương trình thì chị Sùng Thị La cũng đã được các đoàn viên của công đoàn công ty cổ phần chè Tam Đường hỗ trợ thực hiện đăng ký. Chị La cũng cảm thấy rất vui vì có thêm được một khoản để mua sắm cho dịp Tết. Và đặc biệt qua dịp này, chị cũng đã được tiếp cận và tìm hiểu về hình thức mua hàng qua sàn thương mại điện tử. Tôi cảm thấy là rất cảm ơn là đã quan tâm, và số tiền đấy thì tôi dùng để mua thức ăn, rồi mua đồ dùng, rồi mua những cái đồ thiếu trong gia đình để tôi sinh hoạt. Nếu mà đăng nhập vào STT Son đấy thì mình sẽ mua đủ số tiền và mình cảm thấy là nếu mà thích thì mình vẫn sẽ mua thêm ạ. Chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 là một trong những hoạt động sớm và có ý nghĩa, góp phần đưa Tết ấm no tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, còn nhiều đoàn viên chưa sử dụng điện thoại thông minh. Một số lao động nữ tuổi đã cao, thao tác trên điện thoại còn nhiều hạn chế. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn công ty, đơn vị sẽ tích cực hướng dẫn tới từng đoàn viên và người lao động tham gia chương trình. Trường Trung học cơ sở Chăn Nưa là một trong những đơn vị trường trên địa bàn huyện Sìn Hồ tích cực thực hiện chuyển đổi số với nhiều cách làm hay sáng tạo. Chuyển đổi số không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho các thầy cô trong công tác quản lý giảng dạy, mà còn tạo hứng thú học tập sôi nổi, hào hứng cho các em học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. Những năm học gần đây, các thầy cô giáo trường Trung học cơ sở Chăn Nưa đã luôn đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, đã có nhiều sáng kiến cách làm hay để nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với lại bản thân chúng tôi như là giáo viên thì trong công tác chuyển đổi số chúng tôi ứng dụng công nghệ thông tin như là máy tính vào soạn giảng, nhất là bài giảng điện tử. Hiện nay thì nhà trường cũng tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên chúng tôi là lắp đặt cái hệ thống máy chiếu, thì hầu như là 10 trên 10 lớp là đều có máy chiếu để sử dụng. Và hiện nay thì trong trường thì cũng lắp các hệ thống điểm phát wifi để tiện cho giáo viên liên lạc thông tin hai chiều giữa nhà trường với lại giáo viên. Còn riêng cá nhân tôi, để bản thân tôi giảng dạy bộ môn tin học thì tôi ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là trong quá trình kiểm tra đánh giá sử dụng các phần mềm như là phần mềm QG và phần mềm SuperDroom để sử dụng trong quá trình kiểm tra đánh giá học sinh. Năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Chăn Nưa có 8 lớp, 268 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên nhân viên thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản trị nhà trường, trong dạy học, trong kiểm tra đánh giá học sinh, trong quản lý hồ sơ sổ sách, đồng thời tổ chức bồi dưỡng và tạo điều kiện cho giáo viên nhân viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong nhà trường, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch giáo dục của năm học. Đơn vị trường thì nhà trường đã tổ chức triển khai với toàn bộ cán bộ giáo viên cũng như học sinh là sử dụng các phần mềm rất có hiệu quả. Ví dụ như là phần mềm về Edu thì cập nhật tất cả cái hồ sơ giáo án cũng như thông tin của học sinh, giáo viên, cán bộ giáo viên là đầy đủ trong phần mềm, và tất cả cái hồ sơ sách bây giờ được đưa lên phần mềm Edu chứ không in bằng bản giấy. Thế còn về tiếp là bên thư viện là thiết bị thì đồng chí thư viện cũng cho đi tập huấn tại thư viện thiết bị của tỉnh, và tỉnh cũng hỗ trợ một cái phần mềm về thư viện thiết bị để dùng cho nhà trường cũng rất là hay. Hay là bên kế toán thì cũng sử dụng phần mềm về quản lý tài sản cũng như quản lý tài chính, và tất cả mọi cái thông tin đó nhà trường đều duy trì và cũng như là cung cấp đầy đủ thông tin. Muốn vào xem tất cả một cái gì đó thì
là chúng ta vào phần mềm cái ra hết cả cổng về cả về học sinh này, thông tin về giáo viên này, tất cả giáo viên bộ môn cũng như là giáo viên chủ nhiệm cũng như là danh sách học sinh, phụ huynh học sinh, các ban đại diện cha mẹ học sinh, có số điện thoại của từng học sinh có hết trong phần mềm. Nhà trường đã khai thác tối đa cũng như là tất cả các lớp học thì đều đã sử dụng máy chiếu và mỗi thầy cô đều có trang bị cho mình một cái máy tính, cũng như là nhà trường đã lắp mạng đến từng lớp học cho giáo viên có thể đang trong học bài có thể là vào truy cập vào cái thí nghiệm ảo của môn hóa học, môn toán lý thì cũng rất là dễ dàng cho giáo viên thực hiện cái dữ liệu đó. Cái thứ hai là trường cũng được cấp một cái phòng dạy học trực tuyến, thì nhà trường đã khai thác sử dụng cho một thầy giáo viên tiếng Anh, tức là về cái đặc thù của môn tiếng Anh là đều phải có nghe, thì là đấy là trực tuyến đó thì đã có loa này, có máy quét đa vật thể cũng như máy chiếu phục vụ cho một tiết dạy tiếng Anh rất là sôi nổi. Cùng với đó, nhà trường đã tiến hành số hóa các thông tin của các lớp học, các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong nhà trường, sử dụng chữ ký số trong phê duyệt kế hoạch dạy học, kế hoạch bài dạy, kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, bảng tổng hợp đánh giá chất lượng giáo dục học mạ, sổ chủ nhiệm các lớp. Thời gian tới, trường Trung học cơ sở Chăn Nưa tiếp tục đầu tư nâng cấp các điều kiện cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học, kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng tăng tính tương tác thực hành, tạo không gian thời gian học linh động, hướng tới phát triển môi trường giáo dục mở và bình đẳng. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay đã bước vào mùa khô. Cùng với các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, UBND huyện Nậm Nhùn cũng đang khẩn trương chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện, đôn đốc các nhà thầu, huy động nhân lực, máy móc vào thi công các công trình trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân đã đề ra theo kế hoạch. Công trình trụ sở làm việc thị trấn Nậm Nhùn có tổng kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Công trình được khởi công từ tháng 10 năm 2023 và sẽ hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 10 năm 2025. Công trình gồm nhà làm việc có quy mô 3 tầng, hệ thống sân, cổng, tường rào và nhà để xe. Hiện nay đơn vị nhà thầu đã tiến hành thi công được 50% khối lượng công trình. Nhằm hoàn thiện công trình theo đúng kế hoạch cũng như đảm bảo tiến độ giải ngân, đơn vị nhà thầu đang khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư, tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành thi công. Đồng thời kết hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2024. Đơn vị mình đã tập kết hết vật liệu trước, đầy đủ vật liệu đầy đủ trước. Công ty tôi đã tổ chức là hai đội thợ, một bên là làm hạng mục chính cái nhà to, với lại một bên là làm hạng mục phụ cổng tường rào, với lại sân sướng với san nền. Anh em bên công ty đã đẩy thêm anh em thợ để muốn hoàn thiện trước tiến độ được giao. Năm 2023, tổng số vốn được giao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của huyện Nậm Nhùn là trên 336 tỷ 660 triệu đồng. Trong đó nguồn vốn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 5 tỷ 83 triệu đồng. Đến thời điểm này, khối lượng thực hiện đạt trên 344 tỷ 861 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân được 75,32% kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn tăng cường công tác kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình, dự án triển khai trên địa bàn, đồng thời quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư và các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết thủ tục, hồ sơ đấu thầu các dự án khởi công mới, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết mùa khô, tập trung triển khai các dự án chuyển tiếp, phân bổ và giải ngân các dự án đã được giao vốn năm 2023. Yêu cầu tất cả các cái nhà thầu là phải lập tiến độ triển khai chi tiết cụ thể từng thời điểm, từng hạng mục để làm sao đảm bảo cái tiến độ giải ngân trong kế hoạch vốn. Đồng thời với đó thì qua kiểm tra huyện cũng xác định là một trong những khó khăn nữa đối với cái việc triển khai cái dự án đó là cái nhu cầu về cái vật nguyên vật liệu trong tháng cuối năm là rất cao. Vì hầu hết các cái huyện trên địa bàn, các công trình dự án cũng đều tập trung triển khai đồng loạt cả những tháng cao điểm cuối năm. Trong khi đó thì các mỏ nguyên vật liệu cũng rất là hạn chế mà phải dồn lại nguồn lực cho toàn tỉnh để thực hiện thì cũng yêu cầu các đơn vị là tính toán cân đối sớm cái nguồn nguyên liệu đầu vào để làm sao đảm bảo cái giải pháp thi công tốt nhất. Đồng thời với đó thì cũng yêu cầu các chủ đầu tư là kiểm tra tiến độ thường xuyên của các cái nhà thầu và có một cái giải pháp dự phòng là nếu trường hợp mà ông chậm tiến độ theo cam kết thì sẵn sàng thay thế và cho cái nhà thầu khác vào để triển khai kịp thời, đảm bảo một cái nguồn vốn có hiệu quả khả thi nhất và phát huy hiệu quả cao nhất của nguồn vốn. Với sự quan tâm chỉ đạo giám sát của chủ đầu tư, sự nỗ lực quyết tâm của các đơn vị nhà thầu thi công, tin tưởng rằng các công trình xây dựng cơ bản của huyện Nậm Nhùn sẽ hoàn thành tiến độ giải ngân, đảm bảo đúng chất lượng công trình đã quy định,
góp phần tạo cảnh quan của huyện ngày càng khang trang, sạch đẹp. Năm 2023, tỉnh có 13 dự án thủy điện hoàn thành phát điện, nâng tổng số nhà máy thủy điện hoàn thành trên địa bàn tỉnh lên 51, với tổng công suất lắp máy hơn 2.424 MW. Các dự án thủy điện được đầu tư và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng. Các dự án thủy điện được đầu tư và đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, thủy điện còn tạo tiềm năng phát triển thủy sản lòng hồ, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo việc làm và thu nhập ổn định, đồng hành cùng địa phương trong xóa đói giảm nghèo. Hoạt động của các thủy điện còn góp phần giảm lũ cho vùng hạ lưu trong mùa mưa và điều tiết nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong mùa khô. Đối với các dự án thủy điện vừa và nhỏ có tuyến năng lượng sử dụng hầm dẫn nước, nhà máy nhỏ, đập thấp, không gây nhiều tác động xấu tới môi trường cũng như ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của người dân. Hiện nay diện tích rừng toàn tỉnh là trên 485.620 ha. Diện tích có rừng và rừng trồng chưa thành rừng trên 472.676 ha. Diện tích cây cao su trên 12.944 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,87%. Diện tích rừng phân bố trên 8 huyện và 106 xã, phường, thị trấn. Diện tích rừng tỉnh Lai Châu có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, là nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và vùng châu thổ sông Hồng, đặc biệt là nguồn cung cấp nước cho các công trình thủy điện lớn của quốc gia như Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và các công trình thủy điện vừa và nhỏ khác. Bảo vệ giữ gìn cảnh quan môi trường du lịch sinh thái, giảm bồi lắng lòng hồ, lũ lụt, sạt lở đất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.